Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với trên đầu chơi. Hôm nay em quay cái video báo giá nhanh các đầu xe hiện đang bán của Mazda trong thời điểm cuối tháng 4. Thời điểm này thì người ta nói là thị trường cũng khá là chậm. Bên em cũng có khuyến mại nhiều hơn cho một số đầu xe, quay video cập nhật cho anh chị. Tất nhiên rồi, bán chính bán nhiều nhất thì vẫn là C5 ạ. Trước mặt mình là bản C5 Luxury. Tháng 4 vừa rồi thì C5 đã đồng loạt giảm giá 10 triệu vào giá niêm yết ạ. Thì hiện nay cái phiên bản thấp nhất, phiên bản Deluxe bây giờ đang bán là 749 triệu. Nếu mà hoàn thiện xong xuôi các bác ở Bắc Ninh, nó đâu đó dao động vào khoảng tầm 830 triệu. Với phiên bản Deluxe thì đầy đủ như là ghế điện, cốp điện, phanh tay điện tử, auto hold. Đó, ngoài ra thì mình có thể cân nhắc lên phiên bản Luxury với gói an toàn, ví dụ như là phanh Cruise Control Adaptive hoặc là cảnh báo lệch làn đường. Đấy, như trước màu xanh cho bạn anh chị đây thì 789 triệu ra biển xong xuôi, đâu đó nó dao động vào khoảng 870, hơn 870 một chút ạ. Thì phiên bản bán chạy nhất, phiên bản Premium Active thì chúng ta có thêm K360, cửa sổ trời, sửa ghế, sửa vô lăng. Đây, như cái màu trắng anh chị đang xem. Đấy, cùng với cái bộ mâm phay giống trên Deluxe của Luxury, mình có thêm cửa sổ trời, thêm K360. Ngoài ra thì có thể với phiên bản Premium Active thì bên đang bán là 829 triệu, xong xuôi ra biển đâu đó nó dao động khoảng 920. Đấy, các bác ở Bắc Ninh cộng 20 triệu thì mình có C5 Sport ạ. Ở đây có mâm đen này, cản đen này, nhựa bóng này. La răng có thêm thanh họa tiết thể thao màu đỏ. Thì cộng thêm 20 triệu, mình có thêm bản C5 Premium, phiên bản lựa chọn Sport. Ngoài ra thì với phiên bản Sport thì mình có ghế da chỉ đỏ và cửa nắp màu đen. Đấy, còn phiên bản cao nhất của dòng 2.0 là 2.0 Premium Exclusive, là chiếc màu trắng như anh chị đang nhìn trên màn hình đây. Thì nó sẽ có cái bộ mâm giống với Mazda CX-8 ạ. Ngoài ra thì cản trước, cản sau, những cái cản nhựa đen như này thì nó sẽ sơn với cùng màu thân xe. Đây, mình có thể nhìn thấy đây. Phiên bản Exclusive hiện nay thì bọn em bán là 869 triệu. Ra biển đâu đó nó rơi vào 906 ạ. Ngoài ra tất cả các dòng C5 bên em đang tặng 1 năm bảo hiểm thêm vỏ trong tháng này. Để anh chị có nhu cầu thì cứ book máy alo trực tiếp cho em. Đấy, quà tặng khuyến mại thì sẽ có phim cách nhiệt Luma của Mỹ, bên em bảo hành 5 năm, thảm lót chân, đấy ạ, bọc vô lăng, phụ kiện nhỏ nhỏ. Cũng phải lưu ý với anh chị là thời điểm này cái thị trường nó khó ấy, thì cũng có rất nhiều các bác chào giá, mà cũng có nhiều trường hợp khách hàng phản hồi lại với em, ví dụ như là cái mức lăn bánh ấy, nhiều khách hàng thì họ quan tâm đến cái số tiền cuối cùng bỏ ra thôi, cái mức lăn bánh thôi. Thì có thể một số sale sẽ kê các bác cái phí trước bạ 10% đấy ạ. Nó sẽ hơi hơi thấp hơn một chút, mình cảm giác là được rẻ hơn. Tuy nhiên mà khi mà xong xuôi ấy, xuất hóa đơn xong rồi ấy, mà mình đi nộp thuế ấy, thì lúc đấy thì thừa hay thiếu thì người ta vẫn là khách hàng chịu thôi. Còn bên bán hàng thì họ đã xuất hóa đơn xong thì họ đã tính chi tiêu rồi. Cũng cũng có những trường hợp nó bị như vậy, thì cũng các bác thông thái đi tham khảo có thể alo trực tiếp qua bên em, thì nó là tùy từng cách làm việc của các bạn bán hàng. Đấy ạ. CX5 đang tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Ngoài ra thì bên em vẫn bán Mazda 3. Tháng này giá cũng rất là đẹp ạ. Mazda 3 thì nó có 3 bản: Deluxe, Luxury hay là Premium. Thì thật ra bán chính thì vẫn là bán Luxury thôi, 614 triệu. Ghế da, đúng không ạ? Ghế điện đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu cái tính năng Adaptive Cruise Control giống với một số xe hiện nay thôi. Thì 619 triệu bên em đang giảm 5 triệu và tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Các bác không lấy bảo hiểm thân vỏ thì bên em phải bớt 10 triệu. Hiện đang xong xuôi đâu đó rồi, khoảng tầm hơn 6.8 một chút. Đấy, ngoài ra thì mình có Mazda 2 AT 420 triệu.
Xe này thì bọn em quay cũng rất là nhiều rồi. Anh chị mà muốn một chiếc xe nó hạng B hoàn thiện đâu đó vào khoảng dưới 500, xe này thì xong xuôi nó rơi vào động khoảng 470 các bạn. Nhưng mà cũng phải độ thêm một chút đấy, thì đâu đó em cứ tính vào khoảng gần 500. Thì mình có một chiếc xe nhập Thái Lan hạng B. Thật ra thì option xe này em quay cũng rất là nhiều rồi, mình tham khảo lại. Cơ bản là nó không có gì, mình cứ nổ máy lên và đi thôi. Đấy, nếu mà mua thì phải độ thêm một chút, ví dụ như là màn hình cam lùi, cảm biến, đó, gập gương. Ngoài ra thì các bác có thể tham khảo thêm một số mẫu xe nhập Thái Lan như là CX-3 hoặc CX-30. Thì CX-30 thì bản Luxury mới giảm 20 triệu về 689, thì xong xuôi nó động khoảng 740, 750. Tuy nhiên thì nó cũng hơi khá là ít xe. Giờ thì đa phần là sẽ bán CX-3 là nhiều. CX-3 thì bọn em có 4 bản, bắt đầu từ 534 triệu bản AT, 569 triệu bản Deluxe, 599 triệu bản Luxury và hơn 600 một chút cho bản Bre. Ra bản Bre thì về khá là ít. Đa phần là bọn em bán tốt là bán bản AT, Deluxe và Luxury là nhiều. Đấy. Cả ba bản thì đều là ghế da pha nỉ. Đấy, da ở đây, mặt da này. Đấy, còn cái phần nỉ thì nó sẽ ở đây. Ghế cơ. Thật ra thì CX-3 nó sẽ là Mazda 2 nâng gầm lên một chút ạ. Tuy nhiên thì nó tốt hơn Mazda 2 ở cái là có phanh xe điện tử và auto hold luôn. Đấy, bản này thì điều hòa tự động rồi. Dụ bản AT nó sẽ không có cái thanh chắn nóc, đúng không ạ? Thì cả ba phiên bản giá nó xong xuôi đâu đó khoảng hơn 600 một chút, thì mình có một chiếc xe có kích thước vừa phải. Thật ra hàng ghế hai thì em ngồi nó sẽ hơi chật một chút ạ. Nó kích thước vừa phải, hơn 600, xe nhập Thái Lan, đi khoảng một hai người, nhu cầu một hai người đi lại thì rất là hợp lý, rất là đẹp. Thiết kế thì cũng phải nói là đẹp ạ. Đây, nếu mà so kích thước với CX-5 thì cũng sẽ nhỏ hơn khá là nhiều. Đấy, vừa rồi thì em quay nhanh qua một số đầu xe mà bên Mazda đang bán tốt trong tháng này. Anh chị có nhu cầu cứ alo trực tiếp qua bên em, giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.